Thưa quý vị, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn quận Sơn Trà, ngày đêm qua và sáng nay, phường Nại Hiên Đông đã triển khai thêm một số biện pháp mạnh nhằm tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát người dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Những ngày qua, dù đã triển khai các biện pháp mạnh trên toàn địa bàn để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, tuy nhiên tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường Nại Hiên Đông vẫn diễn biến phức tạp, có nhiều ca mắc mới liên tục phát sinh. Điều này buộc chính quyền phải áp dụng thêm nhiều biện pháp bổ sung. Bên cạnh việc chia nhỏ các khu vực phong tỏa, giăng dây, chốt chặn ở từng tuyến đường, từng khu dân cư hay tăng cường kiểm tra, giám sát thì việc củng cố, phân công nhiệm vụ của các tổ COVID cộng đồng cũng được thay đổi. Ngoài những công việc như tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, tổng hợp, mua sắm, vận chuyển các nhu yếu phẩm cho bà con thì tổ COVID cộng đồng còn có thêm nhiệm vụ làm chốt chặn ngay tại khu dân cư, không cho bà con ra ngoài khi không thực sự cần thiết. Theo sự chỉ đạo của Đảng ủy ban thì hiện nay Bí thư chi bộ đã triển khai việc có tổ dân phố và tổ phòng dịch ở khu dân cư. Và hiện nay là tất cả các chốt chia ra 2 ca và trực 24/24, không cho bất kỳ người dân nào xuống khu dân cư, cũng như tất cả người lạ đi vào tổ dân phố và khu dân cư để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Và hiện nay về tất cả các chốt mềm ở khu dân cư thì chúng ta siết chặt lại, mỗi hộ cách nhau 4 mét từ cái dây mềm để khu dân cư để quản lý từng hộ gia đình để phòng chống dịch được tốt hơn. Nhìn chung, người dân trên địa bàn phường Nại Hiên Đông có ý thức tốt, tuân thủ và chấp hành những quy định phòng chống dịch mà chính quyền đưa ra. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân tỏ ra chủ quan. Trong các khu dân cư đã bị phong tỏa, cách ly, vẫn còn trường hợp người dân qua lại, trò chuyện với nhau. Ở những nơi không có sự xuất hiện của lực lượng chức năng, vẫn còn tình trạng người dân tự ý ra ngoài đường khi không thực sự cần thiết. Đến khi phát hiện ống kính máy quay của phóng viên Đà Nẵng TV thì quay đầu xe, rẽ sang đường khác. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp khó lường, vì vậy bên cạnh sự nỗ lực của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng, người dân trong khu vực cách ly cần nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch. Có như vậy thì dịch bệnh mới sớm được ngăn chặn và đẩy lùi.